Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và đây là Tấu Nhanh Công Nghệ cùng với Liami. Mới đây thì đã có một người hỏi trên Twitter của Noctua rằng liệu những chiếc NHU12 của họ có tương thích được với socket 1700 của những chiếc CPU Analyx S sắp tới đây hay không? Thì mặc dù câu trả lời của Noctua là họ vẫn chưa thể nói bởi do là đang dính thỏa thuận NDA với Intel. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có những cái xác nhận rằng là chiếc NHU12A có thể sử dụng được thông qua những kit nâng cấp riêng lẻ. Nếu Intel vẫn giữ nguyên vị trí ốc giống như là socket 1151 lên 1200 thì việc đưa ra một kit nâng cấp riêng lẻ là khá bất hợp lý. Vì vậy rất có thể Intel sẽ thay đổi luôn cả vị trí ốc trên socket 1700 mới đây và điều đó thì sẽ làm tất cả các tản nhiệt hiện tại không thể lắp được trên socket 1700, ít nhất là cho đến khi có kit nâng cấp ngàm. Tuy nhiên là việc sử dụng kit nâng cấp ngàm thì sẽ không thể nào mà sử dụng cho toàn bộ các tản nhiệt hiện tại, bởi vì đa số hiện nay thì cái phần đế tản nhiệt sẽ chỉ vừa đủ để cho nắp CPU mà thôi. Và kích thước của các CPU Analyx sẽ to hơn khá là nhiều, cụ thể là dài hơn 9,5mm nên sẽ xảy ra tình trạng là không áp được toàn bộ tản nhiệt trên bề mặt chip. Một vài trường hợp ví dụ như là chiếc NHU12 của Noctua do tương thích với các CPU socket 2066 sẵn nên sẽ hỗ trợ được LGA1700. Theo logic thì có thể tin rằng tất cả các tản nhiệt hỗ trợ các CPU HEDT của Intel cũng có thể phủ kín bề mặt của socket LGA1700 mà không gặp vấn đề gì. Và với việc là vừa cho ra mắt những chiếc CPU Analyx S thì hiện nay những thông tin về Analyx như thế này thì lại đặt cho chúng ta một câu hỏi rằng là tuổi thọ của chính những chiếc CPU Analyx sẽ như thế nào? Với việc sử dụng kiến trúc cũ và tiến trình 14 nanomet khiến cho người dùng bây giờ đều không có hứng thú với các dòng sản phẩm mới này, mà thay vào đó là chờ đợi Analyx với tiến trình 10 nanomet mới hơn, mát mẻ hơn và đặc biệt là khả năng hỗ trợ RAM DDR5 về lâu về dài so với DDR4 đã có tuổi đời khá lâu rồi. Và các bạn thì sao? Các bạn có đón chờ những thông tin về Analyx S tiếp tới hay không? Thì hãy cùng chúng mình chờ đón trong Tấu Nhanh Công Nghệ những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!